Hey, xin chào các bạn, mình là Vương đến từ Đậu Channel và team của mình hôm nay sẽ đi đến gặp một người khách đặc biệt. Các bạn, đợt này thì mình cũng chia sẻ là hơi lạ một tí là khách này là nữ nha, nhưng mà hơi cá tính. Chị đang đi một con E300 thì bây giờ chị muốn là độ bô cho chị, thì đợt này mình sẽ lựa loại xếp bô cho chị là Bores. Thì Bores trên thị trường hiện nay anh em cũng không còn xa lạ nữa, nó dành cho hầu hết tất cả những anh em mà chơi về độ âm thanh và đẳng cấp á, thì có thể sử dụng hai thương hiệu là Sec và Red. Đợt này thì khách lựa chọn là Red, cùng theo mình đến nhận xe của chị khách, sau đó cùng đón xem là chiếc E300 này khi lên Red nó như thế nào nha. Ừ, xin chào các bạn, thì bây giờ đã gần tới nhà chị rồi nha. Chị khách nói chị thôi chứ khá trẻ. Để mình đến mình hỏi bí quyết tại sao chị vừa trẻ mà vừa vừa thành công trong cuộc sống vậy nữa. Xuống hỏi thăm bà này coi. Chị khách này mình biết qua Facebook nha, chị cũng rất là vui. Lúc đầu tưởng bà ghẹo nha, ai nhà bà chơi thiệt. Bà Chết chị đi, chết đi, chết. khá là chịu chơi. Ê, đường này đúng không em? Đó, nãy giờ tụi mình đi tìm đường nha, hơi bị lạc đường tí. Rồi sắp tới rồi, sắp tới rồi, sắp tới rồi. Chạy gặp hai cái lồng đèn ngược lại. Hai cái lồng đèn rồi tới rồi. Rồi, tới luôn. Xe chị đi nha mấy bạn. Đó. Rồi thì các bạn thấy là cái phần đầu đã bị chày nên chị quyết định gỡ ra. Mình hỗ trợ chị là quáp lại cái phần này luôn. Đã đặt quáp về rồi. Thì hôm nay mình đến gặp chị chủ của chiếc xe này, đây là chị Thảo, chị Thảo khá là xinh nha, nhưng mà quan trọng là em thấy chị còn trẻ quá mà chị làm gì mà chị kinh doanh cái gì mà sao mà chị em thấy chị thành đạt với chị chia sẻ giùm em. Chị có làm gì đâu. Ăn ở công thôi à. Dạ. Nói chung thì chị có kinh doanh về cái mảng máy móc vậy thôi. À, vậy là thường thường mấy bỏ máy móc cho mấy cái công nghiệp hay mấy cái xí nghiệp nó chuỗi này nọ phải không chị? Đúng rồi. À, dây chuyền sản xuất này nọ. chị làm cái đó bao nhiêu lâu rồi chị? 4-5 năm rồi. Bốn. Dạ, chị ngoài thấy không? Chị Thảo rất là trẻ nha, mà chịu kinh doanh vậy khá là hay. Thì hôm nay là em sẽ nhận em lên cái Bores như đã hứa với chị ha. Rồi em quáp lại với chị nha. Thì cái Bores này thì cái âm thanh của nó sẽ có 3 chế độ ốp và tăng lớn với lại vừa cho chị để cho đúng yêu cầu của chị ha. Chị Thảo rất là chịu khó nghiên cứu về những cái mảng bên trên xe và đồ chị lựa lúc nào cũng cao cấp hết. Nên mỗi khi mà nhận xe chị mình rất là kỹ. Thôi thì Đam cùng đón. mê mọi người. Thôi vậy cùng chào đón cái xe này khi mà hoàn thành như thế nào ha. Em chắc em nhận cái xe này trong ngày rồi cái gì cố gắng chị cho em thời gian nó thoáng thoáng tí. Xong rồi em Ok. báo chị qua chị em mình đi test luôn. Rồi Ha chị rồi, ha. ok. Rồi, bye bye mọi Ok, người. bye.